Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một đề bài trong Speaking Part 2, đó là miêu tả một chương trình thể thao hay là miêu tả một sự kiện thể thao mà các bạn đã tham gia. Và trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi đầu tiên và câu hỏi số 2. Chúng ta sẽ miêu tả xem sự kiện đó là sự kiện gì và sự kiện đó đã xảy ra như thế nào. Khi chúng ta miêu tả một sự kiện thể thao thì chúng ta có thể bổ sung thêm một tính từ gì đó để có thể nhấn mạnh là về sự tầm quan trọng của sự kiện này. Chúng ta có thể mình sẽ viết lại từ đó là sporting event. Và mình sẽ bổ sung thêm một tính từ phía trước. Các bạn có thể dùng tính từ như là một sự kiện thể thao không thể quên. Chúng ta có thể dùng từ đó là unforgettable hoặc là đáng nhớ. Ngược lại, từ đồng nghĩa với từ không thể quên, tức là đáng nhớ, chúng ta có thể dùng từ đó là memorable. Sporting events. Như vậy, đó là cụm từ đầu tiên, đó là unforgettable sporting event that I would like to describe is, là gì đó, các bạn sẽ tùy chọn. Đối với tất cả các sự kiện thể thao thì chúng ta thường là có đội nhà và đội khách. Vậy thì đội nhà chúng ta có thể dùng từ home team. Và ngược lại, đó là đội khách. Tuy nhiên thì từ khách ở đây chúng ta sẽ dùng từ đó là từ away team, chứ không phải là từ guest nha. Các bạn, một số bạn hay dịch một cách thuần Việt là chúng ta dịch là guest team. Tuy nhiên chúng ta chú ý ở điểm này, đội khách là away team, chứ không phải là guest team. Tiếp theo, chúng ta có thể miêu tả xem trận bóng này hay là trận cầu lông hay là tennis này, đó là trận chung kết hay là trận bán kết. Trận chung kết chúng ta có thể dùng từ đó là final. Mình sẽ bỏ gạch ngang đi. Final tức là chung kết. Và final thì sẽ lớn hơn, đó là trận bán kết, semi-final. Final. Semi ở đây có nghĩa là bán một nửa. Và final tức là cuối cùng, là gần một nửa, gần cuối cùng, tức là trận bán kết. Cuối cùng, mình có thể bổ sung thêm một chút, một số cụm từ, ví dụ như là chúng ta thích môn thể thao nào đó, chúng ta có thể dùng từ like football, hoặc là chúng ta có thể dùng một cụm từ gần giống, đó là to be a big fan of football. Như vậy là chúng ta đã có thêm một cụm từ đa dạng hơn so với động từ to like football. Và cuối cùng chúng ta có thể miêu tả đó là trận bóng này thu hút được sự chú ý từ cộng đồng, từ công chúng. Thu hút được sự chú ý thì chúng ta có thể dùng từ attract hoặc là dùng từ draw attention from the public chẳng hạn. Thì đó là cụm từ draw attention from một cái gì đó. Như vậy đây là một số cụm từ mà các bạn có thể sử dụng để có thể miêu tả xem trận bóng hay là một trận tennis hay là trận cầu lông mà các bạn muốn miêu tả đó là khi nào. Và khi chúng ta miêu tả thời gian thì chúng ta có thể dùng từ một sự kiện gì đó đã xảy ra hoặc là xảy ra, chúng ta có thể dùng từ take place bằng với từ occur. Vậy thì các bạn dùng từ nào cũng được, nhưng mà mình khuyến khích nên dùng take place. Thì đối với các sự kiện lớn, chúng ta dùng từ take place hợp lý hơn. Như vậy thì dựa trên một số gợi ý như thế này là các bạn cũng đã có thể tự viết được một bài Speaking Part 2 và có thể lập nên một dàn bài cho bài nói của chúng ta rồi. Và dựa vào bài dàn bài như thế này, mình sẽ có một bài nói như sau. I would like to describe an unforgettable sporting event that took place several years ago. It was a football match between Vietnam as the home team and Malaysia as the away. It was the semi-final, so the winning team would have a chance to be the champion. Just like any other football match, this game drew a lot of attention from the public because most of the Vietnamese are a big fan of football. Ở đây mình thêm quán từ a semi-final. Như vậy thì ở đây mình đã dùng được tương đối đầy đủ các cụm từ mà mình vừa giới thiệu. Và mình cũng đã miêu tả rất là khái quát những thông tin cơ bản của một sự kiện thể thao. Đó là sự kiện đó xảy ra khi nào, sự kiện đó giữa hai đội bóng như thế nào, đó là đội Việt Nam như là đội với tư cách là đội nhà, đây là team as the home team với tư cách là đội nhà, và Malaysia với tư cách là đội khách. Ở đây mình muốn nhấn mạnh đó là đây là một trận bán kết, vì vậy là đội thắng cuộc sẽ có cơ hội trở thành nhà vô địch.
Chứ còn nếu mà là trận chung kết thì nhà thắng cuộc sẽ trở thành chính thức là nhà vô địch luôn, chứ không cần phải là có cơ hội nữa. Have a chance to be. Ở đây mình đã dùng được từ draw a lot of attention from public, có nghĩa là thu hút được sự chú ý từ công chúng. Và nhấn mạnh thêm, đó là người Việt Nam là những fan rất là lớn, rất là fan cuồng nhiệt của bóng đá. Và đó là một số từ vựng. Ở đây thì mình dùng tất cả là hiện tại là thời quá khứ, bởi vì sự kiện xảy ra trong quá khứ. Mình cũng có thể nhấn mạnh thêm một chút về ngữ pháp. Ở đây mình dùng từ sâu để miêu tả kết quả, ví dụ như vậy, và dùng từ because để miêu tả kết quả. Và đó là một số chú ý khi chúng ta tiếp cận đối với câu hỏi đầu tiên, miêu tả xem sự kiện này đó là sự kiện gì, những thông tin cơ bản của một sự kiện thể thao. Và tổng hợp lại, chúng ta đã có biết được thêm một số tính từ miêu tả thể thao, miêu tả nhấn mạnh một sự kiện thể thao, đó là unforgettable. Đội khách là away team và đội nhà đó là home team. Chứ không phải là, và chú ý là các bạn chú ý đó là đội khách không phải là guest team. Đội trận bán kết là semi final, thu hút được sự chú ý đó là draw a lot of attention from ở đâu đó, và thích và cực kỳ thích một cái gì đó, chúng ta có thể dùng cụm từ đó là to be a big fan of something. Như vậy đó là câu hỏi đầu tiên, hai câu hỏi đầu tiên, và trong video tiếp theo chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đó là bạn đã làm gì ở sự kiện thể thao này. Và các bạn cũng sẽ học được thêm một số từ vựng và cách mở rộng ý tưởng khi chúng ta tiếp cận một đề bài tương tự như vậy. Hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo.